Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình nè. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn là cái cách mà mình bảo vệ cái bộ rễ cho cây mai của mình trong những ngày mưa nhiều đó các bạn ha. Thì mà mình đã nói rồi, thì muốn bảo vệ của bộ rễ cây mai, ngoài mình tưới Ribungol này ra thì mình sẽ bón cho nó một cái loại mà lân hoặc là loại dưỡng rễ nha các bạn, với hàm lượng rất là thấp. Mình đã nói nhiều video rồi thì bây giờ mình sẽ lặp lại và hôm nay mình sẽ bón cho bạn thấy. Thì mình nhắc lại cái thằng Ribungol này các bạn phải tưới nha các bạn. Bạn nào có điều kiện mua thì bạn phải tưới trong những ngày mưa nhiều để bảo vệ bộ rễ cây mai của mình đó, nó được chống thối rễ nha các bạn. Tại vì nấm nó tấn công á, độ ẩm cao, trong lúc mà mưa nhiều độ ẩm cao á, mình phải sử dụng cái thằng này để mình ngừa và bảo vệ cái bộ rễ của mình. Thì thằng này bạn pha 3 gram trong lít nước bạn tưới ha. Bạn tưới này xong thì bạn có thể bón một trong các loại này. Các bạn sử dụng bên nào 3 m cũng được, nhưng mà mình nói á, khi mà các bạn những cái cây mai của bạn đã vươn đọt nhiều như thế này nè, ha, vươn đọt rồi và lại cây mai zin nữa, thì các bạn không nên xài N3M nha các bạn, không nên xài N3M nha. Chỉ những cái cây mai mà không vươn đọt thì mới xài những cái loại này mình giới thiệu nha. Còn chút mà những cái mai mai mà vươn đọt thì các bạn phải xài super lân nha các bạn nha. Thì N3M này, nếu những cây mai mà các bạn không có bị vươn đọt á, hoặc là những cây mai ghép á, thì các bạn xài N3M này với cái lượng là 1 g trong lít nước thôi nha các bạn ha. Tại vì mình chỉ bổ sung cái lượng vừa phải để bảo vệ cây mai thôi, 1 g đến 1,5 g thôi nha các bạn. Có nghĩa là thùng B20 lít nước mình có thể bỏ vô 20 g hoặc là 30 g thôi. Cái này cũng vậy, hoặc là các bạn có cái loại này bạn xài loại này cũng được. Loại này thì cái liều lượng của nó là 2 cc trong 1 lít nước, nhưng mà khi mình muốn bảo vệ thì mình chỉ xài là 1 đến 1,5 cc trong 1 lít nước thôi nha các bạn ha. Tương đương với lại một thùng B20 lít nước thì mình bỏ vô là 20 cc hoặc là 30 cc đó. Còn các bạn có rót 2 thì các bạn xài tạm cũng được các bạn ha. Các bạn ưa hỏi mình trả lời, mình sử dụng từ tạm á, tạm có nghĩa là chỉ xài tạm được thôi nha các bạn nha. Mình sử dụng trả lời mà sử dụng từ tạm là có nghĩa là tạm được thôi, chứ không có được là tối ưu. Thì khi mình trả lời được hoặc là rất được thì mới là hay ngon nha các bạn. Thì bạn có loại nào xài loại nó thôi, tại vì phân bón bây giờ lúc này cũng khó mua và mắc tiền, nên các bạn cũng không quá lạm dụng và cũng không quá nhất thiết phải làm theo như mình nha các bạn ha. Mình giới thiệu những cái loại, ví dụ bạn xài những cái loại rưỡng rễ nãy giờ mình nói á, loại nào cũng được ha. Mình sẽ để lên đây cho bạn xem là ba loại này nè. Ba loại dưỡng rễ này thì để mình tưới hoặc là mình phun để bảo vệ cho cây mai, cái bộ rễ của mình đó, nó được tốt hơn. Tại vì trong những ngày mưa bão nhiều á, mưa nhiều và nó sẽ ảnh hưởng tới bộ rễ của mình ha, nên sử dụng liều loãng các bạn tưới cho mình hoặc phun cho mình. Thì thằng rót 2 này liều là 1 cc cho 1 lít nước, thì các bạn có thể pha 1 cc cho 1 lít nước rưỡi cũng được ha, là pha loãng hơn chút để mình tưới. Còn hôm nay thì mình sẽ không xài những cái loại này ha, mình xài thằng Super Lân. Đây, Super Lân các bạn. Thì Super Lân này thì thành phần của nó gồm có, trong đây nó có lưu huỳnh, có canxi ha, và có lân. Lân hàm lượng nó khoảng 16 đến 17%. Thì hôm nay mình sẽ bón cái thằng lân này và bón liều nhẹ thôi nha các bạn ha, cho bạn xem bạn thấy. Thì mình cái loại lân này các bạn có phải pha nước bằng tưới với cái liều lượng là 1,5 g cho 1 lít nước thôi nha các bạn ha, tưới nhẹ thôi. Bạn tưới 1 g cũng được nữa, tưới liều nhẹ thôi để coi cái bộ rễ của mình nó chống chịu lại với những cái lúc mà mưa nhiều như thế này ha. Thì bây giờ mình giải quen tay và mình giải luôn, nhưng mà mình nói thí dụ như bây giờ mình quy định là 1,5 g nha, 1,5 g cho 1 lít nước. Thì cái chậu này mình rải thì tương đối là nó hơi nhiều hơn cái lượng mà pha nước tưới hơn chút nha các bạn. Thì cái chậu này mình sẽ rải cho nó khoảng 2 g đến 2,5 g nha bạn. Chậu này là chậu cho 3,5 nè, hoành cây khoảng 17 17 à, mình hốc tay mình rải luôn, mình quên đổi qua tay này, mình rải cho nó đều hơn chút ha. Bạn xem nó như lân này, Super Lân này nó giống như xi măng nha bạn. Thì lân này nó thường trên thị trường nó có hai loại, là mình thì mình biết hai loại thôi, nó còn chắc cũng có nhiều loại á. Này là lân Lâm Thao hoặc là lân Long Thành nha các bạn ha. Đó, bạn cứ giải sóng lên như vậy cho mình đi. Đó, giải như vậy đó bạn ha.
đừng có chải nhiều quá nha các bạn. Lần này bạn xài nhiều quá thì nó sẽ tạo nốt sớm cho cây mai của mình đó nha, nên không nên chải nhiều. Thì lần này bạn giải lên chừng nào tưới nước cũng được nhau, tại vì lần này nó không có đạn trong đây, nó không có hút hơi, bạn sợ lần này tương đối là nó khó tan. Rồi ví dụ như cái chậu này là chậu sáo nè, chậu sáo mình giải khoảng 3-4 gram vậy đó các bạn, giải xung quanh rìa ha, bạn giải 5 gram cũng được ha, nhưng đừng quá nhiều. Mình giải quen thì mình giải cho bạn xem thôi, thấy như vậy ha. Đầu năm này các bạn sử dụng lân nhiều quá thì nó sẽ tạo nốt sớm nha các bạn. Giờ các bạn hỏi có thể sử dụng DAP không thì mình nói tạm thôi nha các bạn. Nếu mà không có super lân này các bạn sử dụng DAP thì là tạm nha các bạn. Mình sử dụng từ tạm á, tạm được thôi. Thì DAP cũng bạn cũng giải đều nhẹ theo mình thôi nha. Rồi cái này cây này là cái chậu khoảng chậu cũng chậu 3,5 chậu 4 thì mình cũng giải cho nó khoảng 2,5 gram ha. Thì thằng super lân này mình nhắc lại là nó có thành phần là canxi luôn quỳnh trong đây, cả magie nữa, rất tốt là cho cây của mình. Thằng super lân này nó cũng là sát khuẩn nhẹ nha các bạn ha. Thường người ta trộn phân hữu cơ đó, chung với là super lân này nè để vôi các bạn. Giờ chậu này là chậu 4 các bạn, hoành cây nó khoảng 30 ha, mình giải cho nó cũng khoảng là 3 gram các bạn. Thì bạn nói gram các bạn không biết thì muỗng cà phê đá của mình á, muỗng cà phê đá mà bằng mặt đó là 5 gram đó các bạn. Nha, muỗng cà phê đá bằng mặt là 5 gram đó các bạn. Tiếp tục chậu này là chậu 6, giải cho nó 5 gram các bạn. Đó, các bạn rải xung quanh rìa thôi nha các bạn. Bón phân thì rải xung quanh rìa là được. Ví dụ có lỡ bón vô gốc này chút đỉnh thì cũng không sao, nhưng mà đừng bón quá nhiều và đừng bón thường xuyên quá. Rồi những cái cây mai của các bạn mà chậu nhỏ nhỏ như thế này nè, super lân là nó giống như xi măng vậy các bạn ha, y chang xi măng vậy đó. Chậu nhỏ nhỏ này các bạn bón cho nó khoảng 1 gram là được các bạn, nhỏ nhỏ như thế nè. Chậu này chậu 3 một vành cây nó khoảng ngón chân cái các bạn. Chậu này cũng vậy, 3 vành ngón chân cái. Đây có chậu này lớn mà xin vành nó khoảng 22-23 vậy đó, nhưng mà chậu này chậu 6 được, mình giả cho nó 5 gram luôn các bạn. Súp lân này vô nó bảo vệ bộ rễ của mình, nó chống teo tóp cho nó tái tạo bộ rễ rất là hay. Trong những ngày mưa nhiều nè, độ ẩm cao cái chất trồng của mình thôi các bạn. Rồi cây này hoành nó 50-50, chậu 6 mình giải cho nó khoảng 7 gram các bạn. Thì cây mai si các bạn sẽ giải super lân này cũng được các bạn ha, cũng giải liều lượng như vậy nè. Đối với những cây mai si để cho nó tái tạo và phục hồi cái bộ rễ cây mai của mình rất là hay. Rồi mình giải sơ những cây như thế mà. Nếu mà bạn mà có cây chậu lớn hơn, cái chậu khoảng chậu 7 đi, chậu 7 cây hoành khoảng 50 thì các bạn cũng giải cho mình khoảng là 8 gram ha, 7-8 gram vậy đó. Rồi chậu 8 thì các bạn giải của mình 10 gram. Chậu 9 cây hoành khoảng 60 rồi đó, còn giải cho mình 12 gram, 13 gram vậy đó, tăng lên như vậy các bạn ha. Thì mình sẽ tâm sự tiếp các bạn về vấn đề cây mai. Thì bạn biết là có nhiều bạn hỏi những ngày mưa nhiều như thế này nè, có nên bón phân gà nén hay không, thì mình nói không nha các bạn. Vì bạn biết á, những ngày mưa nhiều độ ẩm cao thì mình không nên bón phân hữu cơ luôn nha các bạn. Phân vô cơ thì cũng hạn chế bón nha các bạn. Nói rất là nhiều rồi, mình nói lại cho những bạn mà ít xem kênh của mình và mới xem kênh của mình nha các bạn. Nói những ngày mưa nhiều độ ẩm cao rồi nè, là không bao giờ nên bón
cái thằng phân hữu cơ ha. Phân hữu cơ mình kể những tên những cái loại phân như là phân trùng vế nè, phân bò nè, phân gà nén nè, phân bánh dầu nè, những cái loại phân hữu cơ đó ha, thì mình không nên bón. Còn cái phân vô cơ thì mình hạn chế nha các bạn, hạn chế bón vô gốc vào những cái ngày mưa nhiều. Tại vì bạn biết á, khi mà mình bón phân vô gốc á, thì để cây mai nó hấp thu thì bộ rễ nó phải ở trạng thái là ngon lành, có nghĩa là bộ rễ ở trạng thái là sẵn sàng. Còn khi mà cái cây mai của mình đã bị mưa nhiều như thế này, độ ẩm cao, bộ rễ của mình lúc này nó bị teo tóp, nó không có sẵn sàng đâu, nên mình bón vô thì nó sẽ có hại cho cây mai của mình nha các bạn. Nên tốt nhất là các bạn nên để cho qua những cái ngày mà nắng lại ha, nắng lại ráo lại thì các bạn bón phân thì nó hay hơn nha các bạn. Rồi mình giải đáp thêm, các bạn nói là mưa như thế này nè, mình sử dụng vôi ha, vôi 98 để rải thay thế súp lân này được không? Thì mình nói vôi á, thì giải vôi, tác dụng của vôi á, thì nó chỉ là hạ phèn, có nghĩa là bạn xài nước mà có phèn á, giếng á, phèn hạ phèn. Thứ nhất, thứ hai là vôi nó có tác dụng sát khuẩn nhẹ thôi các bạn. Vôi nó sát khuẩn nhẹ thôi, nó không sát khuẩn được như cái thằng Riomingon này, nên nó sẽ không tiêu diệt được nấm bệnh hay bằng thằng Riomingon này đâu các bạn. Nên các bạn đã xài Riomingon này rồi thì không cần phải xài tới vôi 98 chi các bạn ha. Ngoài ra mục đích của vôi 98 thì nó sẽ nâng, nó có canxi trong đó đó, thành phần canxi rất là cao, thì nó sẽ tăng cái độ pH cho cái chất trồng của mình lên. Nếu mà các bạn chất trồng của mình mà xài bón phân hóa học nhiều quá, nhiều năm liên tục thì nó mới hạ pH thôi. Bởi vì mình không ít xài vôi lắm các bạn ha. Nên các bạn xài Riomingon rồi, xài Super Lung rồi thì không xài vôi chi các bạn ha. Các bạn nên nhớ là phải xịt ngừa bọ chỉ, nhất là bọ chỉ nhện đỏ, các bạn lo bệnh. Thì có nhiều bạn hỏi là xịt Anvin được không? Anvin rất là tốt các bạn. Mà xịt Anvin thì bạn pha những cái liều lượng là 1 cc rưỡi trong 1 lít nước. Hoặc là ha, nếu mà cái cây mai mình đã bị rỉ sắt, bị tháng thư rồi, bạn phải xa pha cho liều lượng 2 cc trong 1 lít nước luôn nha các bạn. Thì Anvin rất là hay, Anvin nó trị được, hay nhất là nó trị được thằng rỉ sắt với lại thằng tháng thư nha các bạn. Còn nó ngừa cũng được rất là nhiều bệnh đó. Nó ngừa được nấm hồng luôn nè, ngừa được trái bì lá luôn. Nhưng mà nó trị hay nhất thì nó trị được tháng thư với lại là thằng rỉ sắt, trị rất là hay. Thì bạn nhớ là khi mà mưa như thế này là cố gắng là bạn xịt lúc nào mà cái lá mà nó khô, nó ráo thì mình xịt nha. Tranh thủ xịt, xịt thì thí dụ như mình xịt mình có thể pha thêm chất tắm dính, để cho mà mưa nó, khi mình xịt nó mới 1 tiếng 2 tiếng mà mưa thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả. Thì bạn phải xịt luôn cho mình cái thằng bọ chỉ nha các bạn, mưa này bọ chỉ nó sẽ xuất hiện đó. Bọ chỉ thì các bạn sử dụng Confidor Radiant. Còn các bạn sử dụng cái thằng Mancozet, Mancozet thì nó ngừa được bệnh trái lá, rồi bệnh rỉ sắt nó cũng ngừa được ha, rồi bệnh tháng thư cũng được. Các bạn cứ đổi thuốc liên phiên cho mình đi. Không nhất thiết phải xài Anvin không, phải đổi Mancozet ha, rồi đổi qua anh. Mà nhắc lại thêm cái thằng Antracon đó các bạn. Antracon thì thường bạn ưa sử dụng nè, thì mình có nhiều bạn hỏi lá đang ra lá non như thế nè, cây đang ra lá non nhiều như thế nè, thì phun được Antracon hay không? Thì mình nói được, với điều kiện, ví dụ Antracon quy định là cái liều phun nó là tới 3 gram, nhưng mà mình, các bạn giảm xuống cho mình một nửa là 1,5 gram cho 1 lít nước thôi bạn phun các bạn ha. Nhiều bạn xịt Antracon đúng liều, ba pha liều 3 gram hoặc 2 gram nó bị trái lá non nha các bạn. Nên các bạn hạ xuống cho mình là 1,5 gram thôi nha các bạn ha. Nhớ nếu phun Antracon thì phun cái liều lượng 1,5 gram cho 1 lít nước thôi ha. Không có phun nhiều nha các bạn, phun nhiều Antracon cái liều lượng nhiều là nó sẽ trái lá. Còn đặc biệt mình nói lại cái vấn đề mà phun thuốc nè, các bạn phun ướt đẫm hai mặt lá, phun xong phun qua, có nghĩa là phun cái vừa, cái lượng vừa phải, đừng có phun quá giờ cho nước nhiễu lòng thòng xuống dưới ha. Bạn phun như là nó dư, có nhiều bạn phun qua một lần đạt rồi, chắc cái đi qua một vòng cái chút quay lại phun một lần nữa lại, vậy là không được nha các bạn. Bạn nhớ là phun chỉ phun được một lần duy nhất ha, phun ướt lá là được rồi, phun ướt mặt trên mặt dưới lá là được rồi, phun qua một lần duy nhất thôi nha các bạn. Không được phun lần thứ hai, phun lần thứ hai là các bạn phun như vậy là phun quá liều nha các bạn ha, trở thành quá liều đó. Phun thuốc cũng là một cái kỹ thuật nha các bạn, phun cho đúng, phun lúc mà lá nó phải khô nha các bạn. Có nhiều bạn mà để lá ướt như thế này nè, mới mưa lá nó còn ướt như thế này nè, là da phun không có tác dụng gì đâu các bạn ha. Tại vì nước nó còn đọng trên lá thì bạn phun lên đó, thì cái thuốc nó sẽ thành loãng, nó loãng thuốc thì nó không có tác dụng nha các bạn ha.
Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng ha. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.